còn quý vị và các bạn nếu mới xong động bóc lớp theo dõi trận đấu trong khuôn khổ Giang Nam Online trận đấu thứ 11 Serie B 2 năm 2015 diễn ra giữa hai đội Giang Nam Quảng Nam và đội TNT. Đội Giang Nam Quảng Nam ra sân trong trang phục áo đỏ quần trắng tất trắng, đội TNT ra sân trong trang phục áo vàng quần xanh tất trắng. Có đồng tài thực hiện trận đấu không có đồng tài với nước Trương Quang Hoàng, đồng tài thứ hai Lê Thị Ly. Oh.
Oh,
Hey, 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 hey
bài xin thông báo đội thi đã hoàn đội thứ năm. Hãy subscribe cho
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Đi lên, đi lên, đi lên.